I don't know. Có thiếu đồ chơi à? Có thiếu quá nhỉ? Thiếu về. Lâu một tí rồi, một tí rồi.
Thank you.
Đi về đi mua bim đi bà. Chị bảo ướt hết rồi này, bà ướt hết rồi. Lấy đi ra ông nữa. Đi làm sao nó cái này kia. Sao đây? Có quần áo gì nữa. Rồi đi thay áo đi nhé, ướt hết rồi. Chị tươi này, tôi là mẫu cháu rồi. Vặn lên đó. Chốt. Má
rằm tháng 7. Đấy là lá. Các con ta đẩy lá. Người có ăn cái vỏ đấy đâu mà. Không có cái thai này. Nóng bỏng, nóng bỏng. Nha, phải đang nóng. Rồi rồi. À ừ biết rồi. Mấy cân nhỉ? Mấy cân tròn. Thank you.
Cái gì mà ăn mà. Quỳnh. À, cô nữa. Anh đi, anh đi, anh.
anh kiên nhẫn mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tháng sáng anh ơi. Làm gì chết kia hết hết. Nó mọc cái này. Sao? Nó mãi lắm. Không phải.
cây dưa hà. Hãy subscribe cho kênh Goodman để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhưng mà thiến rồi hay sao ấy? Con được cái má.
Ok, đẹp trai rồi con ơi. Ôi, ông nửa hoa quay các bạn, 14, 15 hoa vẫn khá mũ. Nơi từ cờ, anh xoắn thì áo giá. Nơi nhớ bảo ơi, tưởng cả mơ có khá nấu. Đóng qua lúc là nửa hoa vui lắm. 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 Alo à, giá sao lắm nè, bố để lên còn. Giá trưởng như thế mà đi. Thế được 48 tấn. Nát lắm rồi nhỉ. 50 vào. À đấy không?
Này, khó khăn á. Đi theo ông không? Đi không? Đi ông quay xe. Đi nha, đi sau là ở, ngồi ở đây chờ ông nhé. Ngồi ở xe nhé. Đi, nào. Rồi. Ông ơi đi từ từ thôi, ngã chết tỏ đấy, được không? Thank you.
Mỗi cá nhân của chúng ta thì có quyền nhân thân và quyền của hình ảnh được quy định rất rõ tại khoản 1.32 của bộ luật dân sự năm 2015. Cá nhân của tất cả là lấy hình ảnh để khoe sự kiện hình ảnh của mình. Gầy ấy, để kia nó che mất đi, nhìn nó trẻ nó vừa với người của em ấy.
hết còn lần lần ra. Quá họ cho được cho được 5 cân. 5 cân. Úi giời ơi, chị cười không gặp một. Em có một mối cho là nếu mà em giữ được. Cắt tóc mẹ cắm chua. 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 Mẹ cảm nó hôi đó, cảm nó hôi hơn đấy. À,
điện về vứt nhà được. Thôi bây giờ mình đi lấy xe đi về nhỉ. Thích nào mà cho con chó đấy về con nuôi nhá. Đúng rồi. Con ở đây chứ. Con đây để ấy. Bắt đầu.
Rồi, anh đi đây. Thank you.
Cái chị đây nha, có uống đấy. Xong tí nữa chạy đi xuống cơ quan. Con Hà đọc tí. Uống một cốc rồi, không nói nhiều. Bạn em đi qua này.
nói chung là như nhau. Ôi trời, thấy tí cầm cái này cho ông bà biết nhé. Thank you.